hôm nay thầy hướng dẫn em học tới chủ đề của nhảy ca đá cầu của lớp 8. Đầu tiên thì em sẽ thực hiện động tác khởi động chuyên môn ha. Sau cái bài khởi động chuyên môn thì mấy em sẽ thực hiện khởi động chung. Sau bài khởi động chung thì chúng ta sẽ thực hiện cái bài khởi động chuyên môn. Khởi động chuyên môn có hai động tác sọc dọc, sọc ngang ha. Kéo sát xuống. Rồi. Sọc dọc. Sau đó chúng ta sẽ co gói trước nha em. Rồi chúng ta co gói sau. Chúng ta co gói ngang. Rồi. Bây giờ em sẽ thực hiện động tác ôm lại. Đầu tiên là chúng ta tăng cầu bằng đùi. Ta cầm cầu chúng ta sẽ buông nhẹ ra. Tư thế đứng chuẩn bị thì em đứng trên chính sau ha. Và ta buông nhẹ ra chúng ta tăng cầu. Rồi mấy em tăng cầu làm sao cho nó gần người nhìn phát đó điểm rơi của cầu để chúng ta di chuyển theo cầu, chúng ta sẽ tăng tiếp tục thêm em. Em nào tăng được hai gói thì chúng ta tăng được, còn nếu không thì chúng ta tăng một gói vẫn được thêm em. Sau đó mấy em sẽ ôm lại, chúng ta tăng cầu bằng mô trình diện bằng chân thêm em. Khi chúng ta tăng thì chúng ta cũng phấn đấu điểm rơi để di chuyển theo cầu, chúng ta tăng tiếp tục ha. Còn em nào tăng được thì hai chân thì cứ việc tăng hai chân, tăng không được thì tăng một chân. Sau đó mấy em kết hợp tăng cầu bằng đùi và bằng mô chính diện bằng chân. Nếu chúng ta tăng cầu đã có hư rồi thì chúng ta có thể dùng mu bàn chân, chúng ta sẽ bắt cầu lại và chúng ta tăng tiếp cả hai nội dung, tăng bằng mũi chuyện và tăng bằng đùi luôn mấy em. Rồi mấy em ở nhà mấy em ôn lại luyện tập lại cái phần tăng cầu. Nếu em nào cảm thấy khó quá thì chúng ta sẽ tăng lên một cái, chúng ta chụp lại, tăng lên cái bắt lại, còn chúng ta tập tiếp. Em nào quen thì tập liên tiếp, còn không quen thì tăng lên chụp lại, tăng lên chụp lại, sau đó nhiều lần mấy em sẽ tăng liên tiếp ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, tăng cầu muốn gì bằng chân cũng vậy, tăng nhẹ lên bắt lại, làm sao mà cho ngay người là được ha. Đừng có đi xa người bắt không được, có nghĩa là mấy em đã tăng sai ha. Tăng nhẹ lên bắt lại ha, tăng nhẹ lên bắt lại ha. Rồi sau đó mấy em sẽ làm quen thì mấy em sẽ tập liên tiếp luôn ha. Tăng liên tiếp ha. Là mấy em sẽ làm tốt. Rồi về nhà cố gắng luyện tập lại tăng cầu nha mấy em. Tuần sau mấy em sẽ học sang nội dung mới là phát cầu ha. Rồi bài học mấy em lên đây. Tiếp tục là mấy em sẽ chạy bền. Nếu ở nhà không có điều kiện chạy bền thì chúng ta sẽ thay nội dung chạy bền bằng nội dung động tác quơ dây bền. Quơ dây bền thì mấy em sẽ nắm hai dây, chúng ta sẽ quơ dây ha. Quơ dây liên tiếp. Mệt thì chúng ta sẽ dừng lại. Được chưa mấy em? Sau đây là tới cái phần vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh của cho mấy em. Chúng ta tiến hành cái thao tác là vệ sinh rửa tay. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn mấy em 6 bước rửa tay để vệ sinh thân thể phòng chống dịch. Ngoài ra thì ở nhà mấy em cũng phải làm vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát cái căn phòng của mình ha. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành rửa tay.
Rồi đầu tiên mấy em thực hiện thao tác rửa tay có 6 bước. Bước thứ nhất là mấy em sẽ làm ướt tay và trà xà phòng. Làm ướt tay xong mấy em lấy xà phòng mấy em trà vào lòng bàn tay. Trà vào tay. Bước thứ hai là mấy em hai lòng bàn tay chúng ta trà sát vào nhau chúng ta rửa cho sạch. Bước hai. Bước thứ ba là mấy em xen cả các ngón tay chúng ta sẽ trà cho sạch ha. Bước hai. Bước ba gọi lên này. Tới bước thứ tư là mấy em dùng năm ngón tay chúng ta quấn vào nhau chúng ta rửa. Bước tư. Bước thứ năm là mấy em dùng năm ngón tay này mấy em dựng vào ngón tay cái chúng ta sẽ xoay rửa cho sạch ha. Rồi mấy em đổi bên. Bước thứ sáu là mấy em chụm năm đầu ngón tay vào đưa vào lòng bàn tay bên tay chúng ta xoay. Rồi mấy em đổi bên. Rồi chúng ta đã xong 6 bước rồi, cuối cùng là mấy em sẽ dặn nước ta rửa cho sạch sẽ lại. Bài học của mấy em hôm nay đến đây đã hết. Mấy em trong quá trình nghỉ đó mấy em cố gắng xem đi xem lại để chúng ta luyện tập cho tốt. Sau khi qua dịch và học lại mấy em sẽ học lại, ôn lại và tiến hành sẽ kiểm tra. Cuối cùng thầy chúc mấy em được dồi dào sức khỏe và học tập tốt ở nhà ha.